Cần quan tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong lĩnh vực giáo dục để đáp ứng nhu cầu địa phương là nội dung cử tri huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình vào buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sáng nay. Theo cử tri, với những đổi mới trong chương trình giáo dục từ năm 2018 đến nay, ở phân môn khoa học tự nhiên, đang xảy ra tình trạng quá tải cho giáo viên, bởi sách giáo khoa dành cho một người dạy và dạy học theo từng chủ đề. Nhưng thực tế, phân môn này phải cần từ 2 đến 3 giáo viên đã dẫn đến quá tải. Có những tuần học, giáo viên thì dạy quá tải so với quy định. Có những tuần giáo viên dạy hơn 19 tiết trên một giáo viên trên tuần. Có lại tuần lại dạy hơn 19 tiết trên một giáo viên. Việc thay đổi thời khóa biểu của trường học cũng liên tục để phù hợp với tình hình đội ngũ. Đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo quan tâm để có hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn trên. Mặt khác, hiện nay sách giáo khoa giá là khá cao. Nếu mua đủ một bộ, cả sách tham khảo, thì tính đến là gần 1 triệu đồng trên một bộ. Cử tri cũng đề nghị nhà nước quan tâm có chính sách trợ giá đối với sách giáo khoa để giảm bớt áp lực tài chính cho phụ huynh học sinh. Các cử tri cũng chỉ ra những vướng mắc trong thực hiện kế hoạch biên chế. Giai đoạn 2022-2026, huyện Gia Viễn phải tinh giảm gần 170 biên chế viên chức so với năm 2022. Nhưng số lớp học ở các cấp học vẫn tăng, còn số giao biên chế viên chức ngành giáo dục đang thiếu từ 3 đến 5 biên chế so với định mức, trong khi phải thực hiện tinh giảm biên chế theo yêu cầu, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục của huyện Gia Viễn dự kiến tăng 45 lớp, trong đó cấp trung học cơ sở tăng 21 lớp, cấp tiểu học tăng 14 lớp và cấp mầm non tăng 10 lớp. Năm học tới dự kiến tăng 23 lớp và năm học tiếp theo dự kiến tăng 19 lớp. Như vậy, biên chế ngành giáo dục huyện nhà vừa thiếu so với định mức, vừa thực hiện tinh giảm biên chế, đồng thời thiếu do số lớp học của các cấp học tăng song không được giao chỉ tiêu tuyển dụng thêm. Đề nghị đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Ninh Bình kiến nghị đề xuất xem xét việc sửa đổi bổ sung biên chế viên chức đối với ngành giáo dục để đảm bảo công tác giảng dạy ở địa phương. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao các ý kiến xác đáng của cử tri, ghi nhận đầy đủ các ý kiến và sẽ chuyển tới các cơ quan có trách nhiệm trả lời, xử lý theo đúng thẩm quyền, giải quyết dứt điểm, tránh tình trạng kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.